Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và hôm nay chúng ta đoán xem ai sẽ là người ra chào. Ruby. Mà con khó ở vậy, con chào mọi người như vậy. Đây đây là Ruby. Ruby chào mọi người. Mặt Ruby lúc nào cũng khó ở vậy đó. Qua những cái video vừa qua mình hòm hòm thì nó cũng phải gần chục cái rồi đó. Thì mình đã khá là khó khăn khi mà tìm tới những cái loại ngũ cốc khác để mà review và đưa cái sản phẩm đó tới với mọi người. Tại vì một lý do đơn giản đó là mình thấy ngũ cốc nó mô hình bản dạng thật, nhưng mà đa số là cái thành phần nó cũng tự tự nhau thôi. Thì mình thấy như Trung Quốc thì khá nhiều. Mà sau này khi mà mình theo dõi TikTok Trung Quốc rồi thì mình thấy sau này xuất hiện rất là nhiều những cái loại ngũ cốc khác nhau, thành phần nó cũng khác nhau, đa dạng hơn, nhưng mà giá nó càng cao thật sự ấy đó. Nên là mình đang tìm một loại nào đó thích hợp để mà có thể order về. Và trong lúc chờ đợi mình tìm thì ở đây mình đã tìm ra một sản phẩm rất là hợp lý. Đây, cái này là một loại ngũ cốc của Thái Lan nha. Đó các bạn xem, cái hộp này nhìn có giống như là mấy cái bánh ngũ cốc mà của Việt Nam mình hay ăn vặt mà bán ở siêu thị không? Đó, nó giống vậy đó các bạn thấy đó. Thì sau một hồi phân vân là giữa những loại ngũ cốc chung một quốc gia hoặc là thử những loại ngũ cốc ở những quốc gia khác nhau, thì mình đã quyết định lựa chọn phương án thứ hai, đó là những loại ngũ cốc của những quốc gia khác nhau mà đây là Thái Lan. Không biết tiếp theo là mình sẽ đưa cho các bạn cái loại ngũ cốc của quốc gia nào. À, các bạn thông cảm nha, tại vì tay mình là tay rửa chén, nó không có đẹp, nó cũng không có làm nên gì hết. Và mình cũng thích những cái tay mình như thế này hơn, nó tiện lợi cho mình trong công việc hàng ngày, nó không có đẹp lắm. Các bạn thấy nha, đây, cái tên của nó cũng khó đọc nữa, mình sẽ để cái tên ở đây nè để các bạn có thể mua, chứ mình cũng không biết đọc cái này. Sản phẩm này có 3 loại là sẽ bao gồm trái cây mix hạt, nho khô và hạnh nhân. Và trái cây nho khô là cái này. Nói chung là tự nhiên cái mình cảm thấy là mình thích ăn trái cây hơn một chút, cộng với yến mạch ấy thì nó cũng sẽ ngon hơn. Và ở đây chúng ta có một cái nhãn hiệu rất là dễ thương này, các bạn có thể thấy không? Đó, thì ở đây nó sẽ ghi là 5 loại hạt là sẽ bao gồm lúa mì, lúa mạch, bắp, yến mạch và gạo nâu. Thì cái gạo nâu này nó cũng lạ, lúa mì, lúa mạch kiểu những cái loại thực phẩm nó rất là bình thường hàng ngày á, nên là mình cũng thích. So với những cái loại mà bữa giờ là trái cây không nè, hoặc là với những cái nếp nữa thì mình lại thích cái này hơn á, kiểu là lạ một tí. Có một hình minh họa ở đây rất là dễ thương nha, đu đủ nè các bạn thấy không? À, và một cái lý do để mình quyết định lựa chọn loại này mà không phải là hai loại còn lại, đó là đây có một chữ low fat, hai loại kia thì sẽ không có cái chữ low fat này đâu. Những cái chữ này là chữ Thái Lan hết nha. Ở dưới đây thì nó sẽ có những cái minh họa, ví dụ như có đu đủ nè. Bữa giờ mình chưa có cái loại nào có đu đủ hết. Cái này là nho khô, cái này nhìn giống táo vậy đó. Không phải táo mà là trái gì có hạt đào. Và cái này mới là táo nè. Ở dưới đây nó có chú thích là trong mỗi 45g là một serving. Thì mình lại nói đến vấn đề serving, mình thầm mong là có một cái loại yến mạch nào đó, có một cái muỗng cái gì đó cho chúng ta có thể đong đếm được một serving chính xác là như thế nào. Thì trong mỗi 45g thì sẽ bao gồm 157 calo thôi nha. Là một bữa ăn này chỉ mang tới 157 kilocalo thôi, một phần khá là ít. Dành cho một người lớn với cái phần năng lượng hàng ngày là 2000 kilocalo. Nói chung là bữa giờ những cái sản phẩm xong thì rồi thì mọi người sẽ hướng tới những cái nó rất là gọi là gì ta, cụ thể, dành cho một người lớn với mức tiêu thụ hàng ngày là 2000 kilocalo đó. Khối lượng tinh của nó là 375g. Mình phát hiện ra nha, giống như là cái sản phẩm này nó dành riêng cho thị trường Việt Nam, xuất xứ từ Thái Lan nhưng dành riêng cho thị trường Việt Nam. Tại vì khi mà các bạn để một chút thì ở dưới đây nó sẽ có tiếng Anh nè, tiếng Thái và có cả tiếng Việt ở đây luôn. Wow, ngũ cốc trộn với đu đủ khô, nho khô, táo khô và đào khô. Thì mình sẽ không có phải mất thời gian Google dịch nữa. Và khi mà mình đọc á, đọc tới đâu mình cũng có thể hiểu được là những cái thành phần, những cái chú thích trên này rốt cuộc nó là gì. Khối lượng tận này nó ghi rõ một cái chữ khối lượng tận 375g ở đây. Mặt bên này thì chúng ta sẽ có chữ tiếng Việt nha, mình sẽ bỏ qua cái phần mà tiếng Anh và tiếng Thái đi, tại vì có tiếng Việt thì tại sao mình không thuần Việt luôn cho nó nhanh đúng không? Chúng ta sẽ có nè, hướng dẫn sử dụng, chỉ cần rót sữa lạnh lên là sẵn sàng dùng được sữa lạnh luôn nha các bạn. Địa chỉ của công ty sản xuất thì sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó Thái Lan 60 đường gì đó. Cái này như kiểu là nhập khẩu và phân phối bởi những cái công ty này. Và đây có một địa chỉ của Việt Nam, Hương Thùy, phường Phước Kiển,
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và có số điện thoại đây rất là rõ ràng. Tất cả những cái gọi là cái tốt đẹp nhất thì sẽ dành cho khách hàng, và có cái trung tâm hỗ trợ khách hàng ở đây, Made in Thailand, đây, sản xuất tại Thái Lan, nó có ghi chú rất là rõ ở đây, rất là rõ ràng. Thật sự mình rất là ấn tượng với cái sản phẩm này nha, và mình nghĩ đây là một cái sản phẩm Thái Lan nhưng mà đánh chủ yếu là thị trường châu Âu và Việt Nam. Việt Nam là một cái thị trường rất là lớn. Mình thấy này, ngũ cốc nguyên hạt 60%, lúa mì, mặt nguyên cám, lúa mạch dạng nâu, hỗn hợp trái cây khô 13%, bao gồm đu đủ, nho, đào, táo, chất dưỡng ẩm, chất điều hòa, chất bảo quản, hỗn hợp ngũ cốc. Đặc biệt nó có một cái ghi chú ở đây là có chứa gluten, đậu nành, sunfi, có thể chứa thành phần đậu phụ và hạnh nhân là quả hạnh. Thì những cái này được ghi ra để các bạn lưu ý, nếu như mà những bạn nào dị ứng với những thành phần này thì mình nên lưu ý khi sử dụng. Tại vì nhiều khi nó là những cái thành phần rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi chúng ta bị dị ứng thì chúng ta sẽ mang lại những cái ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thì nó cũng không tốt. Thì mình rất là ấn tượng với cái phần này. Ở đây chúng ta sẽ có dữ liệu dinh dưỡng, một khẩu phần 45g và số khẩu phần trong gói như vậy là 8. Các bạn có nhớ có một cái ngũ cốc của Ba Lan á, thì video mình sẽ để ra nha. Mọi người có hứng thú nhớ mà xem và ủng hộ mình. Thì trời sẽ có một cái là bơ serving và bơ 100g. Thì sẽ có một cái màu trắng và một cái màu hồng. Cái mà cục màu trắng thì sẽ là năng lượng cho 45g, và cái cục màu hồng là năng lượng cho 100g. Ở đây chúng ta sẽ có 100g sẽ có 349 kcal, trong đó bao gồm protein, chất béo toàn phần, chất béo bão hòa dạng đơn thể, chất béo không bão hòa dạng đa thể, chất béo bão hòa chất béo chuyển hóa. Thì mình không có rành về những cái phần chất béo này kia ở trong những cái thành phần sản phẩm, ví dụ như là cái video mà cái ngũ cốc gần đây nhất của PepsiCo là cái ngũ cốc yến mạch ông già, thì nó cũng ghi rõ là trong mỗi cái thành phần chất béo là sẽ gồm chất béo bão hòa, không bão hòa, chất béo đa thể rồi này kia. Nhưng mình thật sự không rành, nên là những bạn nào mà rành và tìm hiểu về dinh dưỡng ấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm một ở đây. Đặc biệt là trong này có những thành phần như là sodium, vitamin A, vitamin B3, B6, B12, folic acid, vitamin C và sắt. Nếu như mà các bạn theo dõi mình đủ lâu rồi á, thì các bạn sẽ biết là mình hay nhầm lẫn giữa kilocalo và kilojoule. Thật ra mình cũng không hiểu tại sao mọi người không dùng kilocalo trên tất cả các sản phẩm mà lại dùng kilojoule. Thì ở đây nó có một cái chú thích nè, 1 kilocalo bằng 4.2 kilojoule. Có những cái sản phẩm của Trung Quốc người ta sử dụng sản phẩm là kilojoule, và những sản phẩm khác thì sẽ chú thích là kilocalo, nên là mình sẽ ghi chú luôn ở đâu đó nốt ở từng cái video chẳng hạn, để mà nếu như mà vô tình mình có sơ suất, mình có nói nhầm hay là gì đó khi mà quay một cái video khá là dài ấy, thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Có một cái video của ngũ cốc Ba Lan mình cũng đã nói về nhãn phụ rồi, các bạn hãy ấn vào xem nha. Ở đây có ưu thức rất là rõ ràng về thành phần rồi, cái kiểu hạn dùng nè, công dụng nè, đối tượng trẻ em trên 3 tuổi, cách dùng, bảo quản, nhà sản xuất. Mình nghĩ là với một cái sản phẩm mà dành riêng cho thị trường nội địa Việt Nam như thế này mà còn có nhãn phụ nữa thì cái độ tin tưởng rất là cao luôn. Đây, để bảo quản độ tươi ngon, sau khi mở nắp hãy gấp lại bên trong túi hoặc bảo quản trong hộp, tránh nắng trực tiếp và bảo quản cho khô thấy. Ngày sản xuất là ghi ở bên này. Ngày sản xuất là ngày 23/4/2020 và hạn sử dụng là ngày 23/4/2021, thì rất rõ ràng 12 tháng ở đây. Ở đây có một cái là 19:22, thì mình cũng không biết nó là gì, nhưng mà mình nghĩ là nó giống như là cái sản phẩm của PepsiCo á, là tới 19:22 này đó là nó sẽ hết hạn sử dụng, và tốt nhất là mình nên dùng trước cái thời gian đó. Sau nó có 5 cái loại hạt nè, nó vẽ ở đây 5 loại hạt rất là dễ thương. Cái hạt này đều tốt cho tim mạch, về những cái hạt chất lượng cao nha. Theo trên bao bì là cái sản phẩm này á, là một cái sản phẩm lâu đời có mặt trên thị trường hơn 100 năm rồi. Đây á, thì nó có ghi rất là rõ ràng, các bạn có thấy cái chén màu hồng dễ thương này không? Thì 45g cộng với 125ml sữa nó sẽ cung cấp cho các bạn cái phần chất xơ của 3/4 chén gạo nâu nha. Gạo nâu á, thì nó sẽ tốt hơn gạo trắng và nó sẽ nhiều chất xơ hơn một tí. Lượng protein của 1/2 quả trứng, và cái phần mà ion nó của 4 cup peanut. Ở đây thì mình sẽ tiến hành lột nó ra, các bạn thấy là bóc cái lớp trên này ra, chúng mình không thể như thế này. Thật ra nhìn nó thật sự rất là giống cái ngũ cốc mà mình hay thấy ngoài siêu thị á. Thì các bạn thấy trong này có một cái túi, thì nó đúng là cái túi này á, khi ăn xong các bạn phải cột lấy chung cột lại, hoặc là mình đổ ra một cái hộp thì nó mới bảo quản được. Những cái này nếu như mà mình để ở ngoài ập gió thì nó sẽ bị xìu đi và ăn sẽ không có ngon nữa đâu. Ấn tượng đầu tiên về mùi không có ấn tượng gì đặc sắc lắm, nhưng mà có một điều rất là hay ho nè,
mình mong là ánh sáng đủ tốt để các bạn có thể cảm nhận được cái độ giòn, độ mỏng của nó đây. Rất là giòn, nghe thấy rồi đó. Là cái miếng ở trong này thật sự rất là mỏng. Khi mà mình nhìn vô mình có thể thấy là những cái miếng trắng trắng, đó là yến mạch, nhưng mà cũng rất là ít chứ không phải là như những cái sản phẩm ngũ cốc khi mình đổ ra một cái là miếng mạch tràn lan đâu. Đây, mình sẽ đổ ra cái cốc quen thuộc của chúng ta. Lúc mình đổ các bạn có thể nghe được cái tiếng giòn của nó tới mức này nè. Đó, rất là giòn luôn á. Giá cả của nó là 370 mấy gram, là tầm 120-130 gì đó. Và các bạn có thể tìm mua ở những trang thương mại điện tử nha. Cái ly ngũ cốc của chúng ta, cái ly rất là quen thuộc, ly rất là dễ thương. Mình nghĩ là cái cam cam này là đủ à. Mình thấy nó nhiều trong những cái video một cái ngũ cốc ha. Khá ngọt, đủ cháy. Cái này là nho khô. Thì cái nho khô này nó là nho khô nội địa chung á. Nó không có được hoành tráng như là cái ngũ cốc ông già đâu. Trời ơi, ngũ cốc nhà cái miếng nho bự nè. Nho hạng nhất luôn á. Vẫn ấn tượng tới giờ. Nếu như mà bỏ qua những cái mức trái cây ở trong này á, thì các bạn sẽ có thể thấy được. Ở đây chúng ta có những cái miếng nè. Là lúa mì, lúa mạch và ngũ cốc nó chung với nhau như thế này. Mình thật sự là mình không thể phân biệt được cái nào là cái nào đâu. Mình chỉ biết là những miếng diệt diệt màu trắng này là yến mạch, tại vì mình đã có sử dụng những cái kia thì các bạn thông cảm. Nhưng mà các bạn có thể thấy là nó rất là giòn và nó dịp. Giòn lắm các bạn, rất giòn. À, là mình không có thích sữa chua, không phải không thích nhưng mà mình hạn chế sử dụng sữa chua và các chế phẩm từ sữa, nên là đa số video các bạn sẽ không thấy mình sử dụng chung với những cái sản phẩm đó. Tại vì cơ địa của mình nó rất là dễ nổi mụn á, chỉ cần sử dụng sữa hoặc là hơi quá liền một tí thôi á thì mặt mình nó sẽ bắt đầu nó lên mụn mụn nè. Với lại mình cũng thích ăn cái những cái này nó không như vậy, nó nguyên chất hơn. Khi mà các bạn ăn một cái miếng như thế này nó giòn mà nó sẽ cộng thêm những cái miếng mứt ngọt ngọt nữa, ngon các bạn. Có đường là 10.2 gram, thì cái lượng đường này cũng khá nhiều á, mà mình nghĩ cũng đúng rồi, tại vì trong này cái lượng trái cây của nó rất là nhiều, những cái trái cây sấy á các bạn, như kiểu mứt vậy á, ăn khá nhiều. Cái này nó còn giòn ngọt nữa. Ví dụ như các bạn làm dâu văn phòng xong rồi á, tầm 4 giờ chiều á, như công ty cũ của mình 4 giờ chiều là sẽ có thể mua đồ ăn vô á, ăn bữa xế á, thì lúc đó mình có thể xắt cái này ra ăn nè, ăn nhiều bữa ngon. Giòn ơi là giòn. Giòn lắm các bạn. Thì nếu như mà bữa giờ gần 10 loại bữa giờ thì có loại nào giòn nhất thì chính là cái loại này. Cái miếng của nó nè, trời, nó mỏng một cách lạ thường luôn mà nó rất là giòn. Giòn lắm. Ăn yến mạch, trong này không phải là chỉ cái yến mạch không đâu. Cái trắng trắng các bạn thấy nó là yến mạch, còn kia là lúa mạch đồ đó. Cung cấp một lượng chất xơ cũng hợp lý. Mà tại sao nó có thể giòn như vậy á? Ngon. Cho dù không có những cái trái cây ăn kèm trong này á, thì chỉ cần lúa mạch, lúa mì và yến mạch thì mình cũng hoàn toàn có thể sử dụng được cái sản phẩm này một tuần á. Các bạn xem, nó rất là giòn, giòn và thật sự rất là giòn. Mình biết rồi các bạn, trừ nho ra á, thì ba cái miếng mứt kia á, cái miếng đậm nhất thì là đu đủ, đậm nhì á sẽ là đào, và cái miếng lợt lợt sẽ là táo nha. Cho bạn nào không biết hoặc là chưa biết, đây mình đã ăn đưa ra nhận xét đó dựa trên cái sự ăn uống của mình và dựa cái màu sắc của ba cái miếng này nè. Nhưng có lẽ vì các cái miếng trái cây nó cũng hơi nhỏ, cộng thêm là trái cây đã sấy qua rồi á, mà cái này mình có cảm giác nó có tẩm đường nữa, nên là ăn nó hơi lẫn vào nhau một tí. Hồi trước á thì mỗi lần edit video thì mình sẽ thêm vào đó một cái effect gọi là beauty box. Nhưng mà sau này mình nghĩ là nếu như mà lúc nào mà mình cũng sử dụng beauty box cho cái mặt mình nó láng o thế này nè, thì tới lúc các bạn gặp mình ở ngoài đường xong rồi hai quần thâm mắt rồi mặt mày nhợt nhạt này kia thì các bạn chắc sẽ thất vọng lắm. Nên là thôi mình cứ quyết định là bình thường mình như thế này thì mình cứ để lên video như vậy thôi. Tại dù sao mình cũng thích cái gì nó chân thật một tí, chứ khi mà mình thấy mình dùng beauty box vô cái xong cái mặt mình nó mờ đi á, không phải nó mờ mà nó láng hơn thì mình cũng vui. Nhưng mà tự nhiên mình thấy cái cảnh xung quanh của mình nó cũng mờ đi, mình cảm thấy nó không có chân thật. Nên là nếu như các bạn thấy mình xấu xí thì các bạn cũng hãy thông cảm cho mình. Và đây là cái miếng này ngon.
nó không hề có cái miếng mà diệt diệt vàng vàng nếp nếp giống như là mấy cái phần nội địa chung đâu. Nhớ đau bụng ngấy nhưng mà cái này ngon, cái bạch này giòn, ngỡ là giòn á. Mình thấy trời thương mình hay sao mà những video của mình càng về sau thì đồ ăn nó càng ngon. Có thể là đây là cơ hội để mình có cái động lực để tiếp tục cố gắng tìm nhiều cái sản phẩm mới được review tới các bạn. Bên cạnh ăn và ăn những cái ngũ cốc, những cái sản phẩm như thế này và đồ ăn thì mình cũng có làm một cái series về cái đời sống của sinh viên á. Đây nè, thì nếu như mà bạn nào theo dõi mình và các bạn là sinh viên thì cũng có thể tham khảo để góp ý thêm cho mình nhiều hơn. Và nếu như mà các bạn không phải sinh viên, các bạn cũng có con rồi, nếu có con thì đâu gọi là các bạn được hết. Nếu như mà các anh chị em xem xong rồi muốn góp ý hoặc là lấy kinh nghiệm á thì cũng coi ủng hộ mình và góp ý cho mình nhiều hơn để mình có thể hoàn thiện cái chuỗi series đó nha. Mình rất là tâm đắc với chuỗi series đó và cả cái chuỗi series yến mạch này nữa, tại vì được ăn mà được ăn ngon nữa các bạn. Không hiểu tại sao mà những cái sản phẩm càng sau này thì nó càng ngon luôn á. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tạm biệt, mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Nếu như các bạn hỏi là có mua lại không thì chắc là sẽ có đó. Chỉ cần có tiền mà mình sẽ mua thôi. 100 máy cho 375g là 8 bữa ăn. Nhưng mà với cái suất ăn của mình thì chỉ được ăn được tầm 2 ngày thôi. Mình cũng đang cân nhắc hoặc là tìm những cái sản phẩm như thế rẻ hơn, hợp lý hơn, hoặc là tự làm. Nhưng mà thật sự nó rất là ngon và rất là giòn nè các bạn nghe. Giòn ơi là giòn luôn á. Để mình chụp một cái thumbnail xem đi. Đó rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại.